Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Ca Tin Mừng trong dịp lễ Chủ nhật 27 thường niên năm C. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị một sáng tác của Hiền Hòa cho con thấy Chúa. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Đời con như chiếc thuyền trôi lênh đênh xuôi ngược dòng đời, sóng ba đảo xô lấp bùa vây, giữa dòng con chơi với tà tơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con chèo trông. Nay thuyền con sắp tan giữa dòng, xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đừng thành ra giúp con tôi luyện đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan. Đời con bao nỗi lầm than, lòng đong vất vả tuổi sâu, ngước nhìn lên Chúa từ nhân, khẩn cầu xin Chúa dù thương, xin bên con Chúa hỡi khi đời con đắng cay khổ đau. Đừng để con quỵ ngã, đừng để con nát tan cõi lòng, xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đường thành ra giúp con tôi luyện đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan. Lời kinh tha thiết nguyện xin cho con vững một niềm tin, dẫu đời gian khó lầm than gánh chịu bao nỗi khổ đau, nương thân trong tay Chúa như trẻ thơ nép bên mẹ hiền, lòng bình yên hạnh phúc trọn tình yêu thiết tha dâng Ngài. Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đường thành ra giúp con tôi luyện đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Ca Tin Mừng trong dịp lễ Chủ nhật 27 thường niên năm C. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị. Xin chào quý vị.